Xin mời quý khán giả cùng theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Nga và Ukraine đều chịu thương vong lớn về dân thường khi quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga mà lực lượng Nga đáp trả. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này hôm qua tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine ở phía tây tỉnh Kursk. Cơ quan y tế Nga cho biết, 55 người, gồm 8 trẻ em, đã bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine, Bộ Tình huống khẩn cấp Nga đã sơ tán người dân và bắt đầu cung cấp thực phẩm và vật tư y tế. Chuyên gia quân sự Oleg Danov nhận định, cuộc tấn công Ukraine nhằm củng cố vị thế của nước này trước các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ukraine báo cáo một trung tâm mua sắm tại Kostyan, Zinivka, phía đông Donetsk, bị tấn công ngày hôm qua. Ít nhất 14 người thiệt mạng và 43 người bị thương. Thủ tướng Anh Keystarmer đã cảnh báo về việc duy trì cảnh giác cao độ để phòng ngừa các hành động bạo loạn của phe cực hữu sau khi tòa án tuyên các mức án đầu tiên đối với những hành vi kích động bạo loạn qua nền tảng trực tuyến. Thủ tướng Stammer cho rằng, việc công lý nhanh chóng được thực hiện tại Anh là nhờ tòa án ra phán quyết với các đối tượng kích động bạo lực trên không gian mạng. Trong đó, một thẩm phán ở thành phố Leeds đã tuyên phạt 20 tháng tù giam với một đối tượng thừa nhận đăng tải các bài viết có nội dung kích động thù hận và phân biệt chủng tộc trên Facebook. Thủ tướng Stammer cảnh báo chính quyền cần tiếp tục cảnh báo cao độ để đảm bảo an toàn cho người dân. Bà Debbie Moore, một thủ thư ở Liverpool, lên tiếng. Chúng ta phải chống lại bạo lực, chúng ta phải đưa sự an toàn trở lại và đảm bảo cộng đồng không phải hứng chịu hậu quả trong khi bạo loạn đàn tạm lắng dịu tại Anh, thì Bắc Ireland xung đột bạo lực chống người đạo hồi, dân tộc thiểu số và người di cư vẫn tiếp diễn. Biểu tình lăn rộng khi người dân tuần hành phản đối các cuộc biểu tình bạo lực của phe cánh hữu. Xe tăng Israel hôm qua trở lại thành phố Khan Yunis để bắt đầu một đợt tấn công mới, buộc hàng ngàn người dân Palestine phải sơ tán khỏi khu vực. Hàng dài người mang theo vật tư còn sót lại khi sơ tán, một người cho biết. Chúng tôi đã quá mệt mỏi, Israel nói nơi này an toàn, hãy đến phía nam, nhưng không có nơi nào an toàn cả. Cùng với Yunis, hơn 30 địa điểm khác trên toàn giải Gaza, bao gồm Nuseirat và al mawasi cũng bị Israel tấn công. Theo giới chức Gaza, số người thiệt mạng đã lên đến gần 40.000. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố nước này sẽ cùng Nam Phi kiện Israel tội diệt chủng lên tòa án công lý quốc tế. Khu vực không thể chịu đựng thêm căng thẳng, xung đột hai chiến tranh, Israel phải dừng lại, Ngoại trưởng Fidan cũng kêu gọi các đồng minh của Israel ngừng ủng hộ nước này. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm ngăn chặn Triều Tiên thực hiện các hoạt động gây bất ổn. Thông báo hôm qua của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Joe Kuri, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Brintanbrin và Tổng giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á, Đại Tây Dương của Nhật Bản, Hirozuki Namazu đã điện đàm ba bên vào ngày thứ ba trong đó họ kêu gọi trung quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với triều tiên để ngăn hoạt động gây bất ổn của bình nhưỡng giới chức mỹ nhật hàn cũng thảo luận về nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh ba bên hoạt động gián điệp mạng của triều tiên và kêu gọi nước này quay lại đối thoại tránh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo triều tiên họ cũng thảo luận về sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa nga và triều tiên Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie hôm nay thông báo nước này sẽ áp lệnh trừng phạt với 10 cá nhân và 6 thực thể của Belarus. Truyền thông Canada bình luận rằng các lệnh trừng phạt trên là để đáp trả việc Canada cáo buộc Belarus vi phạm nhân quyền và ủng hộ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Các biện pháp trừng phạt sẽ có sự phối hợp với Liên minh châu Âu, Anh và Mỹ. Các nhà phân tích của Mỹ cho biết tên lửa của Trung Quốc bị vỡ trong không gian đã tạo ra hơn 700 mảnh vỡ, khiến hơn 1.000 vệ tinh và các vật thể khác trên quỹ đạo trái đất có nguy cơ va chạm nguy hiểm. Hôm thứ Ba, công ty công nghệ vệ tinh không gian Thượng Hải của Trung Quốc đã phóng 18 vệ tinh Internet lên quỹ đạo. Tầng trên cùng của tên lửa đã phát nổ ngay sau khi triển khai tải trọng mang theo. Theo ước tính từ các công ty theo dõi không gian của Mỹ, có ít nhất 700 mảnh vỡ từ vụ phóng trên. Công ty theo dõi không gian LeoLabs của Mỹ nhận định số lượng mạnh vỡ có thể vượt quá 900. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin Thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!